với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có một tin vui gửi đến tất cả mọi nè, người. Để cho em nói. Sân khấu là của em. Nói chi nhiều. Kính thưa quý vị, như mọi người đã biết, chương trình du lịch kỳ thú phiên bản mới Những Thám Tử Vui Nhộn, là chúng ta có những thám tử hết sức và vui nhộn. Và ngày hôm nay Sự Thanh sẽ giới thiệu cho quý vị một vị thám tử mà Sự Thanh cho rằng anh ấy có những tố chất đầy đủ có thể du nhập vào đội thám tử. Vừa đẹp trai, vừa thông minh, vừa dí dỏm, vừa đáng yêu, và đặc biệt là không có người yêu. Anh Hoàng Đáp Bơ. Ngồi xuống, anh có vợ rồi. Đề rồi anh ngồi xuống đi. Kính thưa quý vị, đây là một thám tử trông lạ nhưng mà rất là quen thuộc với Sự Thanh, đó là thám tử Quân Bảo. Chào mừng Bảo. Thôi đừng, đừng, ngồi xuống đi Bảo. Em đứng lên, em sẽ nhục Sự Thanh đó. Ngồi xuống. Em xin lỗi. Dạ. Phải Lan mới là giới thiệu đi nè. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Quang Bảo rất là vinh dự khi mà được tham gia vào biệt đội Những Thám Tử Vui Nhộn. Do cái đội biệt đội thám tử này ai cũng có một biệt tài hoặc là một cái khuyết tài. Cái gì vậy? Cái nhược điểm. Ừ vậy đi, may quá, tìm ra tiểu nhược điểm rồi. Một nhược điểm giống như là Miko. Nói nhiều. Không. Nói nhiều. Không nói nhiều. À quên, nói ít. Nhưng mà khờ. Anh Hoàng Rapper nói rất nhiều nhưng mà vô duyên. Sĩ tôi biết khả năng Quang Bảo là gì rồi. Quang Bảo chỉ cần ngồi thôi là ngang bằng Sĩ Thành đứng rồi. Chưa kể là đúng có cao gót nữa kìa. Cái đó là nhược điểm của Bảo, Bảo phải ngồi xuống nhìn nhìn. Hay trời. Nếu mà nói về ưu điểm thì chắc phải nói cả ngày quá. Vì rõ ràng ở trong đây thì làm gì có thám tử nào mà điềm đạm được như Bảo đâu. Làm gì có ai mà có cơ bắp như Bảo đâu. Thám tử là cần phải có sức khỏe. Rồi làm gì có ai mà có được một cái nhan sắc mà vạn người mê như Bảo đâu. Thấy chưa? Rồi bên cạnh đó là làm gì mà có ai có một cái trí tuệ thông. Nó lẹ ở đây, nó lẹ ở đây. Từ từ người ta nói. Thực ra là bị một cái khuyết điểm là nói hơi dài dòng chút xíu thôi. Nhưng mà nghĩ là chắc là vô đây cũng sẽ hợp. Từ từ mình sẽ giảm bớt nó lại để mình lầy chung với mấy bạn. Giọng anh hay quá. Bớt thả mài nha, bớt thả thính nha nha. Rồi, bớt thả thính. Theo cái phong tục của cái công ty này thì những thám tử mới vô là phải có một món quà tặng dành cho mọi người và khán giả. Để khách hàng tin tưởng, để order mình chứ, đúng không? Làm cái màn mà Bảo hay làm đó là ra đọc lại chuyện tình cũ ngày xưa em à. Xong rồi ở dưới này khán giả học. Anh thể hiện đi. Kính thưa quý vị, Quang Bảo tin rằng ai trong cuộc đời chúng ta cũng đều có từng đi qua một cái bùng binh. cũng khá là hợp với đội của mình. Đó, dễ thương quá. Xem mình học rồi đó. Thì Sĩ Thanh sẽ đọc hai lá thư bí mật của tường rồi. Lá thư đầu tiên có nội dung như sau. Chào các cô chú. Hả? Thám tử du lịch kỳ thú. Trời, chú mới có mười mấy tuổi mà cô chú. Con là Thảo, 14 tuổi. Con rất thích và rất muốn xăm một hoa văn trên tay cho đẹp và cá tính. Nhưng mà con lại rất sợ đau, sợ ba mẹ la và sợ nhất là xăm không xóa được thì sau này khó lấy chồng. Con nghe nói có một dạng xăm tạm bằng hoa cỏ rất là an toàn. Ở miền Tây quê con, người ta thường làm động lông mày và tóc bằng cỏ mực. Liệu mình có thể dùng cỏ mực để xăm tạm hay không? Hay làm bằng cách nào, cô chú tìm hiểu giúp con nhé. Và lá thư thứ hai. Em xin chào chương trình. Em thấy dạo này phong trào chơi xe fixed gear có rộ lên. Em cũng tham gia chơi bộ môn này, nhưng lần trước em có coi thì có nói là sẽ không cho chạy xe này nữa vì nó nguy hiểm và cũng không có phanh. Em xin nhờ các thám tử chương trình tìm hiểu giúp giùm em bộ môn này. Xin mời Miko Linh Trinh. Dạ, em đã đi nghiên cứu và về. Xin thông báo kết quả nghiên cứu cho các anh, các chị và các bạn. Theo bí kíp gia truyền của Võ Gia Trang nhà em, em có thể dùng cái cỏ này để chữa được bệnh Nam Khoa. Nam Khoa là cái gì? Tài liệu nào vậy? Hả? Làm sao chứng minh được cái điều em nói? Thì hôm nay anh tìm tới với em là để chữa bệnh Nam Khoa đúng không mày? Mày bị Nam Khoa hả? Đầu ra. Khó nói từ trước tới giờ nên ngày hôm nay anh mới kêu là ra đây nói nhỏ cho em nghe. Nói nhỏ gì, nói bự nè, nguyên một tô bự nè. Bạn cần cỏ mực này đó, có cho bạn rồi đó, giờ bạn làm gì với nó, bạn làm đi. Cỏ nhỏ nồi nè là có thể cầm máu, có thể trị được vết thương, chữa được bệnh, rồi có thể làm đen tóc. Nè em thấy như cái gì làm đen tóc mà xăm chân mày rồi này nọ, có nghĩa là làm cho cái màu của nó đậm á hả? Đúng rồi, thì chữa bệnh Nam Khoa là bị hói đầu của anh đó. Ủa chứ anh nói bệnh gì?
Cái này không phải là hỏi nhau hả? Cái này là sáng cao, nó là một đặc điểm về mặt sinh học di truyền, chống có bệnh. Bây giờ làm sao cho nó ra được cái cỏ mực này, xong rồi em nghe nói là mình dùng nó để xăm được. Nấu lên. Thông thường anh em qua hối đầu là đúng rồi, tại vì cái nam bị hối thôi. Nữ không bị hối. Nữ có chứ. Không, cái gen hối đầu không có nữ. Nè nè, nấu cỏ mực ra nè bà con. Chắc anh hãy nếm một ngụm xong rồi nói cho mọi người biết cảm nhận. Thiệt sự mình cũng sợ ông uống xong cái ông bị gì chắc. Tôi giống như chuột bạch vậy đó. Thôi quá, ông kêu tôi đi. Ngon. Đặng nghét à? Thì hả? Đặng lắm hả? Đặng lắm. Đặng thì có trời ơi. Dạ, dạ lấy cái muỗng múc rồi hút vô đã. Sao lắm mày? Sao mà đợi trữ lại giờ để theo cho các thám tử hôm nay uống thử. Chắc là người thúi. Nhiều quý vị khán giả có thể xăm là phải dùng dụng cụ xăm chứ. Ờ, phải dùng cái kim ba đầu này. Cái này là đang là vẽ chứ không phải là xăm. Vẽ, hiểu không? Kim ba đầu vẽ. Gì vậy? Thất bại rồi. Cái đi mấy kháng em đi. Ủa, nhiệm vụ là gì? Nhắc lại anh nghe cái coi. Tự nhiên chưa? Xăm mình. Xăm mình thì tới điểm xăm. Sợ đau. Sợ. Già. Bôi được. Xăm thì đau lắm anh không biết hả? Tụi gái tụi em sợ đau lắm. Cái gì? Ủa cái này là cái gì? Nó là henna. Bạn anh mới học. Mà vẽ ngôi sao vậy hả? À. Trời ơi, em hồi nãy giờ em cứ tưởng cái này là dính của cái cỏ mực á. Không phải hả? Không, bữa trước đây nó còn nhiều lắm, nguyên bàn tay anh luôn. Nhưng mà tại vì để cỡ 3 tuần rồi cái nó phai dần còn nhiêu đây. 3 tuần rồi à. Mà viết nguyên bàn tay luôn. Ủa dạ, gì á? Cái cách này hay vậy, sao không lấy ra từ đầu thì bắt ngồi nấu nước rồi anh thử muốn thử tài năng nấu ăn của em hả? Và sau một khoảng thời gian vô cùng vất vả thì hai anh em quên hai chị em đã tìm ra được sư phụ để giải quyết vấn đề ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là chị Vi, là người chủ sở hữu của Henna Tattoo Việt Nam. Bam. Vi có tìm hiểu về henna cách đây khoảng 7-8 năm. Thì thời gian đó ở Việt Nam hầu như là chưa ai biết. Chỉ có một số bạn là đi du học hoặc là đi du lịch hoặc là lấy chồng Ấn Độ ở Việt Nam thì mới biết tới thôi. Cái mực henna này làm từ lá cây henna, tức là 100% tự nhiên luôn. Ê, tôi thấy có mấy người Việt Nam mình gọi có màu đen nữa. Sao bà vẽ màu nâu? Đó, là màu đen tí nữa chị vẽ được. Thì gì nghe quen quen, móng với ngón nó trùng trùng nhau. Nó là một cái dạng cây, dạng bụi, dùng lá chứ không phải là cỏ. Nó trồng nhiều ở Ấn Độ, Pakistan nè, các khu vực Nam Phi, Bắc Phi, những cái nước mà có khí hậu nóng á. Thì mình lướt cái lá đó, mình phơi khô, giã nhuyễn ra thành cái bột. Thì cái bột đó mình pha với một số cái nguyên liệu khác như là chanh, đường, tinh dầu này nọ. Ủa? Thì mới thành cái mực henna được. Chỉ có duy nhất màu nâu. Ủa sao biết màu đen? Ờ, cái đó là henna giả. Sức lên thì độ giả nó thế nào mà độ thiệt là thế nào? Đen là giả hả? Nhìn bề ngoài thì giống nhau. Tại vì màu henna màu là màu nâu. Cái quá trình lên màu của nó kéo dài trong 24 giờ. Lúc vẽ xong là nó màu cam. Dần dần nó mới chuyển thành màu nâu đậm. Càng ngày nó càng đậm dần lên. Đúng không? Còn henna đen á, vẽ một cái đen thui liền luôn. Cái này là thí dụ như là có bầu nè, hoặc là muốn thay đổi cái hình đó theo thời gian chứ không có muốn nó giữ hoài. Đấy, em thấy mùi y như là mùi trà xanh nhá. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà đừng uống nha. Và nó không có vị à. Ông này muốn anh nếm này hả? Nó không có vị, anh tưởng em nếm á chứ. Em có nếm không vậy? Em không nếm, nhưng mà anh là người chùm nếm. Cái gì cũng nếm hay anh nếm đi. Nếm có sao không? Nếm có sao không? Không biết, anh chưa thử. Mình ra đâu đây mà cái này lá mà. Thì vậy thôi. Là chưa thử. Wow. Thích mình lâu. Đó. Nhưng mà tại sao cậu có vẽ như mấy anh luôn cả. Mọi người coi cái hình đó là hình gì? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô... Hình đó là hình gì? Mà dạ con lắm, không có dám dạ thử. Chị học vẽ như thế này bao nhiêu lâu thì vẽ được. Chứ không phải là in hình lên rồi mới vẽ thêm hình nét hả? Có loại đó nhưng mà cái này mới là henna truyền thống. Thôi à. Nó vẽ lên xong rồi hình nó tức tức sẽ tóc ra. Hoa sen nghĩ cái là mực bình thường mà đâu phải là mực của henna đâu. Đừng có cử động nhiều trời ơi. Em xin lỗi. Wow, đẹp quá nha. Đó, cái mực nó màu xanh mọi người thấy không? Xong tí nữa nó sẽ đen lại thành màu đen. Ủa vẫn còn luôn hả? Đây không phải là xăm, đây là vẽ nhưng mà vẫn tồn tại được một khoảng thời gian và rất an toàn cho da. Nếu không tắm thì một tháng, còn tắm thì giờ tôi nghe cái mùi gì đó.
người không tắm là người ngồi kế. Là mùi từ chắc là từ mai qua đây. Có ở đây. Lúc nào đi với người đẹp cũng có ngầu vậy hả? Miko đã vẽ lên tay của mình hình con công là biểu tượng của sắc đẹp, và hình hoa sen là biểu hiện của từ sự tinh khiết. Anh bảo bây giờ em sẽ để cho anh rờ thử để em coi coi nó nhượm hay là nó hủ lên ha. Đừng rờ thử luôn hả? Tại sao không mời tôi? Nào cũng bắt tôi rờ không may. Trời ơi, cố tình luôn á. Đây nè. Tắm chưa? Rồi. Sao đất không vậy? Đất từ hôm nay. Này đất hay mực? Không, đất là từ hôm qua, tắm hôm kia rồi. Rồi, mọi người nghĩ nó phủ lên hay là nó nhượm cái màu da? Phủ lên. Bạn nghĩ nó phủ lên thôi. Là đây là nhuộm rồi. Nó ăn vô lỗ chân lông quá rồi. Mấy cô cũng nghĩ là nó láng như thế này thì là nó nhượm cái da của mình. Nhưng mà không phải. Thật ra là nó vẫn có thể bong chóc ra được. Và đó là một cái lớp cực kỳ mỏng luôn. Nè mấy cô đọc ở trong đây, quyển sách này là của chị Vi luôn, Hoàng Trần Tường Vi. Chị viết là về Henna mà khi đến Ấn Độ thì cô dâu trước ngày cưới á là sẽ vẽ hết người luôn. Và chú rể làm sao để giữ được cái hình nó càng lâu càng tốt, là coi như là cái cuộc hôn nhân của họ là thành công. Thứ nhất là cô dâu không tắm hay là không đụng chạm cô dâu. Giờ nghĩ vòng vòng cái cân mà thì đúng rồi, chứ cà vô da nó chóc màu tóc luôn. Cái gì cà vậy? Cái tôi lấy vợ mà không vô tôi đụng vợ mà... tôi là sao? Nhưng mà tôi có câu hỏi rất quan trọng là vẽ cái hình đó thì phải mất bao nhiêu tiền? Là từ 60 cho đến 120 ngàn. Ôi trời, quá rẻ. Đúng không? Rẻ hơn xăm nhiều mà đỡ đau hơn xăm nữa chứ. Đau đau gì đâu. Không hề đau luôn. Đau đau vậy sướng. Nhưng mà cái người vẽ phải rất là khéo tay mới vẽ được mà. Khéo lắm, là ít sữa lắm. Tại vì nếu mà cái mực còn ướt thì vẫn có thể chùi được. Là lúc đó nó chưa có ăn lên da. Xin phép thì đây mấy bạn nhìn cái họa tiết này thì rõ ràng người vẽ rất là khéo nè. Còn nhìn cái họa tiết này là tôi biết người vẽ khéo cỡ nào rồi nè. Người vẽ rất là léo. Léo léo nó vậy đó. Được rồi, cảm ơn quý vị và các bạn. Về đi. Thôi đó. Chứ mà xăm lên trán cậu là coi như là khỏi luôn, nghỉ luôn á. Là tôi tắm mỗi giờ một lần cho nó không nào cắp đường luôn á, thiệt. Có bán bịch mực đó là 75.000 thỏi mực nguyên chất, mình có mua về rồi, mình chưa dám vẽ. Vẽ ha. Mực có phải pha gì không? Không, vẽ trực tiếp luôn. Vẽ trực tiếp luôn đó. Pha sẵn hết rồi. Nó giống như nặng bánh kem vậy, nó biết không? Vẽ chữ lên bánh kem vậy đó. Sao bảo giỏi lấy cái cỏ. Trời ơi. Sự thông minh nó nằm ở trong đây nè. Rồi, được rồi, nhiệm vụ thứ hai thì ai lên đi nè. Cái gì vậy, cái gì vậy? Thôi, bỏ đi. Anh ơi, sao? Lâu lâu cũng tà lạ nó vậy đó. Trời, nhiệm vụ thứ hai tên Hoàng đúng không? Mặc dù tôi không có nhan sắc, nhưng ít ra tôi có sự xuất sắc trong cái nhiệm vụ của mình. Trời ơi. Hello, lady and gentlemen. Yeah. Vào. Thank you. Ủa, nhiều giờ lắm hả? And now, fish gear. Yeah. Ủa vậy đó hả? Vậy ông mới coi vậy thôi. Trời, đàn ông ít đó mà. Đó là dân rapper mà. Xin chào tất cả mọi người, tôi Thám Tử Hoàng. Cái gì mà thấy cái mặt không vậy trời? Anh ghê quá anh à. Khám phá cái ngày nào đã không đẹp rồi còn quay cậu. Mình xem sao cái đó được không? Khá là mới. Mình blur đi cho nó mờ mờ được không? Cái này tại vì không có tập với phim đó. Dạ nhỏ đã gửi quay phim không có thằng với MC book fanpage của chúng tôi. Đây chính là nhân vật chính ngày hôm nay, bạn Tính. Và ngồi kế bên bạn Tính đó chính là phụ huynh của em Tính, đó chính là chị Trang. Thì chị biết Tính chơi môn này được bao lâu rồi vậy? 3 năm, có 2-3 năm rồi. Wow, sao Tính biết được môn này? Ham lắm. Dạ, được bạn giới thiệu cho chơi. Nhưng mà cái đặc điểm của xe này là nó không có thắng. Dạ. Rồi nhìn có sợ không? Dạ có, lúc đầu sợ. Rồi leo lên sợ không? Dạ sợ. Rồi đạp thử hay sao? Dạ té. Hay sao cái té? Ở té đau không? Dạ đau. Ồ. Cháu thích thì cũng được. Sao đạp? Không có thắng. Sợ. Không okay. Yeah. Sợ lắm. Không cho đi xa. Nó đúng là vậy. Yeah. Lần nào mà đi xa là giấu không có cho đi xa đâu. Biểu là chạy vòng vòng vậy thôi. Chứ xe cổ bây giờ ngoài đường nhiều lắm mà cho đi xa sợ, rất là sợ. Khuya đi tập thể dục á, vốn mấy dậy đi vậy đó. Dạ. Yeah. Bên Phạm Văn Đồng á. Mà đâu cho đi đâu. Dạ. Yeah. Cũng mê đi à. Một bên thì rất là đam mê. Một bên thì rất là lo lắng. Đâm ra bữa nay em sẽ dẫn cả nhà mình đi gặp những người mà có thâm niên trong cái môn thể thao này. Sang ơi. Đây. Đây là anh Sang. Đây là bạn Tính. Dạ, chào anh Sang. Chào em. Việc đầu tiên là mình sẽ làm quen với xe đạp này trước. Tại vì xe đạp này có bộ phận là nó sẽ không thông phanh. Đó, cái người là không có thắng. Lào quá, lào rồi sao thắng. Dạ, bởi vậy nên người ta đã chế cái đùm sau này bắt chết với lại bánh xe. Nên mỗi khi mà người dùng muốn giảm tốc độ của xe đạp đấy, thì người ta sẽ đeo cái này vô và giật cái này lên. Và cái tốc độ của xe đó bắt đầu từ từ nó sẽ giảm lại. Ủa, mà để nha, không có phụt luôn hả? Dạ, không có phụt luôn.
cái gì? Cái nhúng á, giờ nó giảm sóc, chống sóc á. Dạ. Dạ, chịu lực bằng hai bánh xe. Vậy là nó đau dữ lắm hả? Mà bánh xe đúng rồi. Đâu có đau đâu, biết người ta quen à. To. Cái bánh nó chắc lắm. Là mỗi lần thấy nó tưng là mình phải đứng lên đúng không? Không phải thay phụ. Không, nếu mà không bỏ quần tay thì để bỏ cái khác. Mình muốn cho nó an toàn khi mà mình biểu diễn những cái này thì mình phải thay những cái bộ phận vào. À, thì tính ra trung bình chiếc gì em độ lên được khoảng nhiêu tiền? Dạ tầm 4-5 triệu. À, là cứ mỗi món gì mình nhập hàng về dạ. Mình thay. Dạ. Ồ, hay quá ha. Mà lý do tại sao họ phải giãn được hết tất cả các thiết bị như vậy? Dạ. Dạ, một phần là để vào nhẹ xe, hai là để không cho vướng bận, hay là như là thắng. Khi mà người ta muốn quay cái cổ này nè, nếu mà có thắng thì người ta sẽ không quay được. À đúng rồi. Người ta sẽ nhẹ lại hay là bỏ những cái phụ kiện mà không cần thiết trên xe đi. Cho nó giảm động lực của xe lại. Biểu diễn luôn hay quá ha. Ở thí dụ giờ xoay như vậy có lái được không? Dạ được. Vẫn được hả? Vẫn được. À. Thám tử ở nhà coi có ai muốn thử cái này thử nha. Tớ là tớ bó tay rồi. Khó lắm á, phải tập ghê lắm á. Té là chuyện bình thường. Đúng rồi, cái này là con nữa luôn. Sau một buổi được tham quan và tận mắt chứng kiến những kỹ năng biểu diễn trong trò chơi thể thao là Fish Gear, không biết chị Trang có cảm nhận thế nào ạ? Mấy con này chạy rất là giỏi. Dạ. Hay thiệt. Điêu luyện. Dạ. Rất là hay. Tập xong mà hồi nào mà hay quá trời. Dạ. Nhưng mà để có được cái hay đó, cái điêu luyện đó thì các bạn cũng phải gặp rất nhiều thất bại, rất nhiều cú té ngã. Em thấy mà chuẩn bị mấy bạn bay lên là bắt đầu chị Trang thấy té là sợ rồi đó. Thì sau khi mà tập luyện được cái bộ môn này á, về tới nhà cái cảm giác của mình như thế nào sao ha? Dạ, nó khó ngủ lắm ạ. Cảm giác nó vui lắm, hạnh phúc khi mà mình làm được một cái chích gì đó mà mình kỹ năng là nó không? Dạ, chơi cái này không bao giờ là được gọi là hoàn hảo cả. Lúc nào thì cũng phải vươn bậc cao hơn và cao hơn nữa. Nó là một cái lý trí của em để em tiến xa hơn. Như vậy thì tính phải luôn nhớ là chơi làm sao cho thật là an toàn, chơi mà không có ảnh hưởng đến những người xung quanh, và chơi có giờ giấc, có lịch trình đàng hoàng. Dạ. Ăn thôi. Dạ. Rồi, tính nhớ nha. Thấy chưa? Lại một lần nữa những thử thách liên quan tới vận động lại giao cho tôi. Và thật là may mắn khi tôi vẫn còn an toàn để về nhà. Có làm gì đâu mà không an toàn. Tại vì cái môn này quá cô. Anh em cảm thấy rất là hụt hẫng. Tại sao anh không có leo lên chiếc xe đạp và anh thử đi vài đường? Chán rồi. Trời ơi, cái cảm giác mà. Ông đứng, ông dẫn chương trình có mấy câu mà ông còn cà bắp phát pin rồi. Ram thẻ nhớ CPU nó còn lỏng. Sẵn có sếp ở đây nữa nè. Sếp ơi, thám tử này cũng già rồi đó sếp. Không giao cho tôi không? Fit Gear là một bộ môn thể thao có từ rất lâu đời rồi. Nó được ra đời song hành cùng với cái sự phát minh ra những chiếc xe đạp đầu tiên trên thế giới luôn. Xe đạp đầu tiên trên thế giới không có thắng. À đúng. Đâm ra người ta gặp tai nạn hoài. Đâm ra người ta mới suy nghĩ ra cái gì để dừng lại cái xe. Mà bộ môn này nó đòi hỏi là mình phải có kỹ thuật. Trước tiên là nó chia ra làm hai dòng. Một là dòng tốc độ chạy đường trường, là chạy hoài luôn, chạy kiểu không thắng luôn, chạy miết luôn, chừng nào đụng đi đâu thì giữ nó dừng cho đó thôi. Cái thứ hai là cái dòng biểu diễn mà chúng ta đang vừa mới được xem, là biểu diễn những kỹ thuật cùng với chiếc xe của mình. Cái loại hình mà chạy hoài á là ai nhanh hơn thắng đúng không? Đúng rồi, chạy lại chậm hơn thắng. Hay quá, công nhận. Anh nói gì mà em vẫn hiểu được. Nha, chủ gara giỏi quá ha. Nhớ ở bên Mỹ có khái niệm là cô gái tóc vàng, hình như ở đây cũng có. Nhưng mà cái quan trọng là tôi hoàn thành nhiệm vụ là mẹ của anh bạn nhỏ này tiếp tục ủng hộ cho bạn ấy.
chơi môn fishcare? Không, em thấy hình như là ủng hộ còn hơi gượng ép, giống như có máy quay nên ủng hộ vậy đó. Cha mẹ nào cũng lo cho con cái, chứ bây giờ anh chưa có giải tỏa được. Ngay cả khi con làm MC, ba mẹ cũng rất là lo cho con. Cứ mỗi lần con gặp trai đẹp là con cứ thơm tướp lên, ba mẹ lo cho tính mạng của thằng đó đó. Đúng rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến tới phần quan trọng, đó là phần đánh giá chuyến đi của ai sẽ hấp dẫn hơn. Để hay cho anh Bảo nghe nha. Nếu mà anh Bảo thích cái của em á thì anh đưa cái màu đỏ lên. Cái á, anh không thích cái của anh Hoàng thì anh đưa cái màu đen. Nè 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 nè, nhìn cái tác phẩm của Miko là biết thích hay không nè. Đó, trời ơi. Cái gì vậy mày? Rồi bây giờ là phần đánh giá chuyến đi của Miko Lan Trinh. 2, 3. Tại tôi thương mày thôi. Thật ra tôi thấy là bởi vì nó rất là tốt đúng không mà. Tại vì nếu các bạn nào mà đang có dự định là muốn tìm hiểu về cái nghệ thuật xăm giống như là vẽ đó thì Hannah rất là tốt. Không liên quan gì tới em hết hả? À em hả? Em hay đi. Em đẹp nè. Tới chuyến hành trình của anh Hoàng Rapper là Fix Gear. Hết hồn. 1, 2, 3. Ok, coi như là cái lỗi. Ok. Như vậy, thân tử của tuần đã thuộc về người đẹp Miko Lan Trinh. Xin mời Miko. Rồi, cảm ơn Miko rất nhiều. Cho Miko một tràng pháo tay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với những hành trình tiếp theo. Tới thứ đầu tiên sẽ có nội dung như sau. Xin chào các thân tử vô nhộn. Em tên là Tèo, đang làm nghề buôn bán ve chai dạo. Nhờ chăm chỉ thật thà nên cũng có đồng ra đồng vô. Nhưng em thấy buôn bán kiểu này cũng khó làm giàu quá. Em nghe nói nếu biết cách thì mấy thứ chai lọ bỏ đi sẽ có nhiều công dụng lắm. Nếu tái chế được thì bán có nhiều tiền hơn. Em nhờ các anh chị tìm hiểu giúp em. Và sau đây là lá thư thứ hai. Chào cô thư ký dễ thương của chương trình du lịch kỳ thú. Hư cấu, có không? Hư cấu. Anh nè, anh không móc ký, anh nhìn lòi mắt là anh này nhìn đi. Có không? Cái đó là biên tập ở ngoài thêm vô. Rồi. Bạn mới gõ thêm vô luôn á. Bạn mới gõ thêm vô luôn. Mình tên là Duyên. Mình có một người bạn trai ở nước ngoài. Chúng mình hay cùng nhau trao đổi thư từ điện tử với nhau. Nhưng mà dạo gần đây mình muốn thử một lần viết thư tay cho anh ấy. Và mình cũng được biết có một bác đã lớn tuổi chuyên viết thư thuê lâu năm tại bưu điện thành phố. Nên hôm nay mình muốn nhờ chương trình giúp mình đến gặp bác ấy để giúp mình viết một bưu thiếp cho bạn trai mình. Qua đó mình muốn tập cho anh ấy thói quen viết thư tay cho lãng mạn. Mong chương trình giúp em nha. Cảm ơn chương trình. Thôi bây giờ được rồi, nãy giờ tôi thấy một người lầy nhất mà nói chuyện kỳ cục nhất. Đúng thì tôi rồi. Nghĩ là người đó nên quay ngược lại quá khứ và sửa những cái sự lỗi sai của mình đi. Đúng. Hoàng Đáp Bơ. Thôi cái này khó lắm. Thôi cái gì, anh lớn tuổi rồi, anh có kinh nghiệm, anh phải sử dụng cái sự già cỗi của anh. Anh có nghiệm năm thôi. Hôm nay còn dở hơn em nữa nè, đi làm mấy cái nhiệm vụ em đi. Cảm thấy cả ngày hôm nay hình như tổ không nãy anh nói anh chuyện không có duyên. Anh nói là tự cũng có tổ nè. Từ thư ký nè, ổng đòi vận động á, thì nói là anh già rồi. Thì bây giờ anh không vận động rồi đó. Cho anh ăn đi, cái gì mà liên quan tới anh. Để em anh ơi. Cái đầu tiên hồi nãy sẽ Thanh đọc. Ve chai hả? Ve chai, ai sẽ là người đi tìm hiểu? Ê ê, xí xí, hồi trước ba Zô có làm cái số mà tái chế rác rồi đó. Ờ đúng, chính xác. Dạ để ba Zô làm ve chai luôn đi, cho hợp đi. Trời tốt quá hả bạn, coi đây các bạn vậy đó. Cái gì vậy? Tốt đây sợ luôn. Cái gì khó thì đưa cho tôi. Thôi, còn cái gì mà thú quắc á thì giao cho người vắng mặt. Là sao tại vậy? Đúng rồi, anh dạ. Cái gì thơm thơm thì dành gì mình hát lại thao vậy? Anh đánh ngược lại không? Rồi. Đúng rồi, mấy cái thú thú để vô vô đi. Để đúng rồi. Thư ký phân giải. Quên nữa. Thứ nhất là ba Zô đã từng làm cái nhiệm vụ về tái chế rác. Đúng rồi. Và chị Thanh cảm thấy là ba Zô là một người cực kỳ hợp với rác. Đang đi trên con đường muốn làm rất là muốn làm giàu. Thanh rác. Cuối cùng là thành giá. Ba Zô sẽ được giao nhiệm vụ này. Trời hên quá. Thời lượng chương trình hôm nay cũng đã hết rồi. Hy vọng mọi người lại tiếp tục bật hát thứ 7 vào lúc thứ 5 hàng tuần vào lúc 22h45 nhé. Và 0989 089 413, đó chính là số hotline để cho quý vị có thể gọi điện thoại đến để gặp gỡ, giao lưu và thả thính với Hoàng Rapper. Chúng ta có Facebook là Du lịch Kỳ Thú, cũng như một kênh YouTube là MCV Media. Và chúng ta còn có một kênh nữa, đó chính là HTV Entertainment, để xem lại những clip của Du lịch Kỳ Thú rất là hay và hấp dẫn mà có Miko. Các bạn nhớ xem và comment ở bên dưới. Cảm ơn các bạn. Hết chưa? Hết rồi. Chắc hết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.